với ước mong mọi người cùng luyện tập dưỡng sinh để giữ gìn sức khỏe, tác giả Mặc Lan đã viết bài thơ Tâm Nguyện. Kim Lệ kính mời quý vị cùng thưởng thức. Biết rằng bạn sắp đi xa, nghe tin luôn những thiết tha trong lòng, chúc bạn thành công như ý, đoàn tụ cháu thơ, thủ thị bạn sương. Chớ quên cách bạn tại trường, bạch đằng tên gọi Việt Nam nước nhà. Dù cho vạn dặm cách xa, dưỡng sinh ghi nhớ, học qua các bài chuyên cần luyện tập ngày về mạnh khỏe, sân bay đón mừng, tài liệu quý dịch cân kinh gọi là tặng bạn, giúp mình phương xa. Ước mong mọi nhà đều rõ, bệnh tật không còn lại có niềm tin, gắng công luyện dịch cân kinh, trẻ già khỏi bệnh, tánh tình khỏe. Đó là tâm nguyện của